Người xưa nói, ngũ cốc là sinh mệnh của muôn dân, vật quý báu quan trọng của quốc gia. Di chỉ khảo cổ của nền văn hóa hòa bình cách đây 10.000 năm cho thấy, người Việt đã biết trồng lúa. Hàng ngàn năm nay, cây lúa và nghề trồng lúa đã gắn bó máu thịt với con người làng quê Việt Nam, tạo ra những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc. Việt Nam là nước có nhiều lễ hội, nhưng lễ hội về lúa gạo chưa từng được tổ chức một cách tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa to lớn mà lúa gạo đã mang lại cho người dân Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hậu Giang đã đề xuất tổ chức một festival về lúa gạo nhằm quảng bá những thành tựu của nền văn minh lúa nước, tôn vinh người làm ra hạt lúa, đồng thời tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, nghịch lý cho ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam. Nhưng đâu là cơ sở phát lộ ý tưởng về lễ hội lúa gạo, trong khi Hậu Giang chưa phải là tỉnh có sản lượng lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, chưa nói đến những trở ngại về cơ sở hạ tầng của một tỉnh còn nghèo, mới vừa chia tách. Thì chúng tôi thấy rằng là những cái thành tựu mà đạt được trong nông nghiệp của đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung, đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như của Hậu Giang nói riêng, sản lượng lương thực của chúng ta đó đến của Việt Nam là mỗi một năm đều là có là tăng lên, mà nó cũng là cái góp phần rất lớn về an ninh là lương thực quốc gia, và đồng thời nó cũng tạo ra cái xuất khẩu, cái giá trị xuất khẩu lương thực là rất lớn. Về cái lịch sử sông Sáng Sài Gòn này, từ khi khai phá đến nay thì nó có một vị trí rất quan trọng về kinh tế, nó giải quyết vấn đề nước ngọt cho là các tỉnh là chung quanh, là như là Kiên Giang, như là Sóc Trăng, như là Bạc Liêu. Kinh Sáng Sà Nó này cũng là xuất khẩu lương thực ra một số nước lân cận là rất sớm. Cho nên từ hai lý lẽ này mà chúng tôi mạnh dạn đề nghị với chính phủ để tỉnh Hậu Giang là đăng cai cái festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất. Được chính phủ đồng ý, Hậu Giang vinh dự nhận trọng trách là địa phương đăng cai tổ chức Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ nhất. Tỉnh đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội. Nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã có nhiều cuộc làm việc với các bộ ngành trung ương. Đặc biệt, lễ hội lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hậu Giang cũng đã được giới thiệu tại hội nghị ASEAN. Việt Nam is also the origin of the rice in the world. We are located in the belt of the origin of the rice. And the rice not only Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất lúa gạo mà còn là quê hương của cây lúa. Hạt gạo làm nên nền văn hóa, xã hội, lịch sử và tài nguyên của đất nước từ trước cho tới nay. Chúng tôi tổ chức festival lần đầu tiên tại Việt Nam để giới thiệu đến các nhà khoa học, thương gia và cả nông dân đến cổ vũ và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Festival Lúa Gạo Việt Nam ở tỉnh Hậu Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đến với Festival Lúa Gạo Hậu Giang. Những nỗ lực bước đầu của tỉnh Hậu Giang đã nhận được sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương. Khi mà đề xuất của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Hậu Giang được Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương và là chính phủ công nhận là cái gì nó cũng có những cái tiềm năng. Quá trình phát triển ngành sản xuất lúa gạo gắn liền với lịch sử vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính sách di dân từ thời Chúa Nguyễn đã khẩn quan những vùng đất rộng lớn. Đến khi thực dân Pháp đặt chân lên xứ Nam Kỳ, họ đã phát hiện ra đất đai Nam Kỳ với độ phì nhiêu kỳ lạ. Nam Kỳ không cần sự viện trợ của chính quốc mà tự nó đủ sức nuôi sống 20 lần dân số của nó hiện nay.
để tiến hành nhanh công cuộc khai thác thuộc địa. Từ năm 1875, người Pháp đã cho đào các con kinh Bảo Định, Mỹ Tho, kinh Phụng Hiệp. Năm 1901, khởi công đào kinh Sà No. Đây là con kinh có quy mô dài nhất và lớn nhất ở Nam Kỳ. Kinh bắt nguồn từ rạch Cần Thơ, đoạn giữa cái răng Phong Điền. Dòng kinh mở từ dòng một con rạch nhỏ tên Sà No. Các con rạch này làm đôi, đoạn rạch phía đông người ta gọi là Sà No Cạn, đoạn rạch phía tây gọi là Sà No Bức. Kinh Sà No đi qua huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Vị Thanh đến sông Cái Tư, Hậu Giang, dài 38 km, mặt kinh rộng 60 m, dẫn nước từ sông Hậu ra vịnh Thái Lan, làm cho mực nước điều hòa, tránh lụt lội. Khi khai thông, lưu lượng cực đại của nó là 180 m khối một giây. Chi phí đào kinh 3.680.000 franc. Tháng 7 năm 1903, người Pháp tổ chức ăn mừng hoàn thành đào kinh Sà No. Từ đây, lịch sử sản xuất lúa gạo Nam Kỳ bắt đầu mở ra trang mới. Thực ra trước khi người Pháp sang đô hộ đất ta, thì Nam Bộ đã làm một cái nơi xuất khẩu rất nhiều lúa gạo rồi, ra khu vực chung quanh. Và đến lúc người Pháp sang đây thì đương nhiên họ để tạo ra cái lợi nhuận cao, họ đưa ra những cái được đầu tư vào những công nghệ mới. Và cái việc cải tạo thủy lợi một cái căn bản bằng hệ thống các cái con kênh, có thể nói đấy là một cái phương thức để khai thác thuộc địa của Pháp. Nhưng nó cũng để lại chúng ta một cái di sản cho cái việc phát triển cái nền nông nghiệp ở Nam Bộ một cách nó căn cơ hơn, một cách nó khoa học hơn. Theo lịch sử Việt Nam, diện tích canh tác của Nam Kỳ vào năm 1910 là 1.528.000 hecta. Riêng miền Hậu Giang từ năm 1900 đến năm 1910 đã khai mở thêm 331.000 hecta đất ruộng. Tỉnh Cần Thơ tính trung bình từ năm 1901 đến năm 1906, mức sản xuất mỗi năm tăng 116.000 tấn lúa, đứng hạng nhất Nam Kỳ. Hồi xưa người ta làm ruộng ít, nhờ kinh Sà No đó mà dân ở miền trên, dân Rạch Giá, dân Cần Thơ, dân Vĩnh Long mới kéo xuống làm ruộng ào ào ngày đêm. Bây giờ, còn trước đó nó làm cái lõm Cần Thơ, Phong Điền tới Phong Điền là hết. Chỗ trồng cây ăn trái được cái Bình Thủy, đời sống lên bằng 10. Sài Gòn tấp nập, rồi mới mở ra nhà máy xe lúa. Nguyên chợ lớn bây giờ đó bắt đầu từ kinh Sà No. Tàu Singapore qua nó mới cất nhà máy xe lúa. Mấy năm đầu á, Việt Nam mà nó xuất khẩu lúa, hồi đó chưa có máy cày nha, hạng nhì, có năm hạng nhất của toàn thế giới. Bao nhiêu lúa gạo hồi xưa là gom đường Sà No. Công cuộc đào kinh tiến sâu vào vùng đất trũng miền Hậu Giang của thực dân Pháp đã chiêu tập nông dân đến khai phá miền đất mới. Đồng thời, nó cũng hấp dẫn các nhà tư bản thuộc địa lao vào đầu tư, bao chiếm đất. Trong số tư bản nông nghiệp trưng khẩn đất ở kinh sáng Sà No có tay người Pháp tên Albert Gressy. Đồn điền của ông ta chiếm 30.000 hecta, loại đất tốt nhất. Đây là hệ thống kho chứa và nhà máy xay lúa do Albert Gressy xây dựng tại 7.000. Nó rộng đến 20.000 mét vuông, công suất xay 300 tấn lúa mỗi ngày. Có lẽ là nhà máy xay lúa lớn nhất thời bấy giờ. Trước khi có kênh Sà No, xuất khẩu lúa gạo chủ yếu bằng đường biển qua thương khẩu Rạch Giá, Hà Tiên. Kênh sáng Sà No hoàn thành nối liền vùng biển thuộc vịnh Thái Lan đến cảng Sài Gòn thì lúa gạo miền Hậu Giang được vận chuyển về chợ Cái Răng qua đường kênh sáng này. Cái Răng nghiễm nhiên trở thành khu công nghiệp lúa gạo đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo giáo sư Trần Văn Giàu,
Từ năm 1860, Nam Kỳ đã xuất khẩu được 58.000 tấn gạo. Sau 10 năm khai thác kênh sáng Sà No, năm 1914, lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ tăng vọt lên 1.293.000 tấn. Đỉnh cao của lúa gạo Nam Kỳ xuất khẩu qua cảng Sài Gòn là 1.900.000 tấn vào năm 1928. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, năm 1883 xuất được 539.000 tấn. Năm cao nhất 1928 xuất 1.798.000 tấn, chiếm 95% lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ. Nhằm nhanh chóng vận chuyển lúa gạo từ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn, năm 1895, Pháp đã đưa tuyến xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho vào hoạt động, nhưng vẫn xúc tiến những dự án nạo vét, đào mới hàng loạt kênh rạch vì vừa có thể tăng diện tích sản xuất lúa, vừa phục vụ cho việc xuất khẩu lúa gạo với chi phí thấp. Từ năm 1907, con đường vận chuyển lúa gạo qua kênh sáng Sà No đã cung cấp một khối lượng chủ yếu trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Mặc dù là một di sản của chế độ thực dân, nhưng kênh sáng Sà No để lại những giá trị về nhiều mặt khó có thể phủ nhận. Cuộc hội thảo về con kênh này được tổ chức trong khuôn khổ Festival Lúa Gạo Việt Nam sẽ góp thêm những cái nhìn biện chứng về con đường lúa gạo của miền Hậu Giang. Dưới một góc độ khác, kênh sáng Sà No còn là một gợi ý về mặt thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề đương đại. Cái đường, cái kênh mà các ông chí đang làm đây có lẽ duy nhất trong cả nước này. Các ông chí kè được hai bên. Cái là kênh Sà No của các ông chí đây. Cây kè lên thì đến đây chỉ khen đẹp thôi. Theo tôi chưa đủ. Điều rất quan trọng là có con sông đi qua giữa cái thị xã này. Nếu chúng ta không kè được và không vét được cái lòng sông thì nước, kể cả nước mặn, nó vào đây với cái sóng xô của các cái con tàu thuyền đi qua thì lở vào đây chưa biết cái thị xã này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là các đồng chí làm cái này là được mấy cái đích. Đó là cái đích, đây là con đường vận tải quan trọng nhất của cái tỉnh Hậu Giang. Bằng đường thủy, quá tuyệt vời. Tàu trọng tải lớn có thể vào được, mà vào tận trong trung tâm thị xã. Nếu bình thường các tàu vào thì xô nước. Như thế được, có phải chúng ta làm cái việc này đồng thời như là chúng ta đã làm một con xa lộ không? Một con đường quan trọng về huyết mạch giao thông của tỉnh này không? Hoàn toàn đúng. Kênh sáng Sà No thực chất là nó giải quyết vấn đề thủy lợi cho một cái vùng đất hết sức là màu mỡ, nhưng luôn luôn mà luôn luôn bị tác động bởi cái nguy cơ của nước mặn. Và tôi nghĩ rằng là cái bài học của kênh sáng Sà No cũng là bài học mà chúng ta đang phải ứng phó sắp tới với cái dự báo về biến đổi khí hậu, mà không còn là dự báo nữa, nó đang là cái hiện thực. Chúng ta phải có một cái phương thức giải quyết một cách rất căn bản để bảo đảm bảo vệ cái đồng bằng Nam Bộ, và đồng thời cũng là một cái vựa lúa. Tôi nghĩ vựa lúa không phải chỉ của riêng Việt Nam. Tại sao mà thế giới rất quan tâm đến Việt Nam là một trong những quốc gia mà bị tác động mạnh mẽ nhất của cái biến đổi khí hậu? Bởi vì Việt Nam hiện nay với tư cách là một cái nước xuất khẩu gạo lục loại thứ hai trên thế giới, chính là cái góp phần và rất lớn vào cái việc xóa đói của không phải chỉ riêng của Việt Nam mà của cả thế giới nữa. Cho nên là phải thấy nhìn nhận cái tài sản của chúng ta, nó không những chỉ phục vụ cho cái đời sống xã hội chúng ta mà là sự đóng góp của chúng ta đối với nhân loại. Biến đổi khí hậu là hiện tượng có tính toàn cầu, nhưng trước mắt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, đến sản lượng và phẩm chất hạt lúa. Việt Nam nằm trong vùng địa lý được xem là khởi nguyên của cây lúa. Các nhà khoa học đã bảo tồn, lai tạo từ nguồn gen trong tự nhiên, cho ra nhiều giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt, có phẩm chất gạo ngon, năng suất cao. Đồng bằng sông Cửu Long là một bảo tàng gen đa dạng và phong phú. Các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong khu vực đã lưu giữ 6.000 mẫu giống lúa cổ truyền. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
đã sưu tầm và lưu giữ 1.700 giống lúa mùa ở các địa phương miền Hậu Giang và 700 giống lúa rẫy, lúa nương ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Ngoài cái chuyện mà mình tạo ra được những cái giống mà nó có chất lượng đáp ứng được cái yêu cầu của cái thị trường cấp cao, thì cái nguồn gen của mình ở đây, cái quỹ gen trong nước mình thì đủ sức đáp ứng cái chuyện đó. Mình xây dựng luôn cái thương hiệu cho cái gạo của từng cái loại ấy, thì tôi nghĩ là cái giá cả của mình nó sẽ cạnh tranh hơn và nông dân sản xuất sẽ có lợi hơn. Như vậy, về phẩm chất, hạt gạo Việt Nam không hề thua kém với gạo của các nước trên thế giới. Xây dựng thương hiệu trở thành một chiến lược hàng đầu của ngành sản xuất và kinh doanh lúa gạo Việt Nam. Tôi làm có thương hiệu, tôi gắn với lại cái doanh nghiệp này, thì chắc chắn là tôi làm ra là ông mua hết. Mà tôi làm đúng theo ý ông. Ông bắt tôi làm sao tôi làm y chang vậy, tôi mất tự do rồi. Nhưng mà làm ra là đúng theo cái chất lượng mà ông cần. Thì ra phay phay người nông dân bây giờ không lo nữa. Làm ra, mình làm ra chắc chắn là ông mua. Còn anh này bây giờ anh cũng không lo nữa, tại vì là không phải mua con thương lái này, con thương lái kia. Mà có cái nguyên liệu rất là tốt để mà mình chế biến ra, có thương hiệu. Xây dựng cái thương hiệu gạo mình cần đáp ứng hai cái khúc thị trường, cái khúc chất lượng cao và cái khúc giá rẻ. Nhưng mà theo tôi nghĩ là về lâu về dài, cái diện tích đất trồng lúa của mình càng ngày càng hẹp đi. Cho nên tôi nghĩ là mình nên chú trọng tới cái gạo xuất khẩu giá chất lượng cao, giá cao nó nhiều hơn là cái gạo mà giá rẻ. Bởi vì gạo giá rẻ nó sẽ tốn cái quy mô diện tích mà thu nhập của cái lợi nhuận của người nông dân không cao. Tổ chức Festival lúa gạo lần này thì làm như thế nào để cả một cái thế giới hiểu được là hạt gạo của Việt Nam nó có một vị trí hết sức là nó quan trọng, mà tạo cho được là cái xuất khẩu được tốt, là giải quyết là cái người dân sản xuất là cái giá thành hạ, rồi người dân sản xuất ra có lãi, xuất khẩu được tốt. Cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia lúa gạo Việt Nam xuất khẩu và hội nhập tại lễ hội lúa gạo Việt Nam sẽ mở ra hướng đi triển vọng cho hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.